Chào mọi người, thì ở đây mình mua được một số phân bò ha mọi người. Ở đây thì mình mua phân bò tuy là chưa ủ nhưng mà cũng giá nó cũng khá là chát đó mọi người. Thì đợt này mình sẽ ủ phân, mình cung cấp hữu cơ cho cái vườn cây của mình. Khu của mình thì đất cát nên mình phải bón hữu cơ để cho cung cấp cái chất hữu cơ cho đất ha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình đi ủ phân. Ở đây thì mình sẽ lót tấm bạt như thế này ha mọi người, để tránh trường hợp là cái phân nó ẩm ướt nào nó làm hư cái nền bê tông của mình. Nếu được thì mọi người cũng có thể để ở ngoài nền đất nhưng mà không bị nước ngập đồ này kia nha mọi người, tránh cái ứ nước nó làm cái phân của mình nó lâu chín ha mọi người. Với phần nữa, nếu mà tiếp xúc trực tiếp với đất á thì những con sùng này kia nó dễ nó bò lên với nó đẻ trứng trong đây mọi người, thì cái phân thành phẩm của mình sau này bị nó ăn cũng bị nhót bớt ra mọi người. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị thêm cái men ủ ha mọi người. Đây là men gồm có bịch trico với một bịch phân hữu cơ vi sinh ha mọi người, để mình lấy thêm cái phần vi sinh nữa. Nếu mà được thì mọi người có thể mua cái chế phẩm mà em mọi người, cái nấm men á, cái đó thì trong giai đoạn đầu sẽ ủ nó sẽ nhanh hơn là cái nấm trico này. Trico thì chủ yếu về sau mình sau cái lần trộn thứ hai á mọi người thì mình có thể mình bổ sung trico. Thì mình sẽ đã trải phân ra ha mọi người. Đây thì mình sẽ chuẩn bị phân, đây là phân bò ha mọi người, và mọi người có thể chuẩn bị thêm một cái vật liệu nữa là cỏ khô hoặc là rơm này kia mọi người. Mình sẽ chất một lớp phân bò, cái đó là một lớp cỏ hoặc là rơm hoặc là cái loại thực vật khác nha mọi người, lục bình đồ này kia cũng được, để nó tăng độ xốp cho cái phân của mình á. Nếu mà mình ủ phân bò không á thì nó sẽ rất là lâu phân quỷ, nên mình sẽ tận dụng cái nguồn cỏ hoặc là cây cối cây tạp này kia mình ủ ha mọi người, chỉ là tránh những cây mà nó có chất độc như là khoai mì đồ này kia mọi người, thì nó sẽ có cyanua nó ức chế cái sinh trưởng. Nhưng mà ủ thì mình nghĩ nó cũng phân quỷ bớt thôi, nhưng mà hạn chế nha mọi người. Nên tốt nhất là cây họ đậu rồi rơm cỏ này kia mình làm tới thôi. Được nữa thì lục bình nó sẽ làm tăng dinh dưỡng cũng như là tăng độ xốp cho cái phân thành phẩm của mình. Đây thì mình sẽ trải một lớp phân bò, mình trải cái mình cứ canh một lớp vậy là khoảng 20 ha mọi người, 20 cm, và đóng ủ của mình cao tầm 1m tới 1m2 là được. Thì mình sẽ tiến hành đổ phân ra mình ủ ha mọi người. Thì sau khi mà mình trải xong một cái lớp phân á thì mình sẽ bổ sung cái nấm trico ha mọi người, cũng như là cái phân hữu cơ vi sinh, để tăng cái thành phần vi sinh của cái đống ủ của mình lên, để tăng cái tốc độ mà ủ phân mau chín ha mọi người. Nếu được thì mọi người có thể pha cái nấm em mình tưới vào để cho nó tăng cái men ủ á mọi người, kêu bằng mấy cái vi sinh vật á. Này thì nó sẽ ghi tên bao bì nên tên nó cũng lằng ngoằng lắm mọi người, mình cũng lười đọc nữa. Với lưu ý nữa là cái đống ủ của mình sẽ tưới nước cho nó ẩm cái phân ha mọi người. Do cái phân này của mình là mình mua cái phân người ta phơi khô, nên khi ủ mình sẽ tưới cho nó ẩm qua, để cái quá trình ủ nó diễn ra được nhanh hơn ha mọi người. Điều kiện ủ là gì? Là khoảng độ ẩm và nhiệt độ ha mọi người. Nhiệt độ thì giai đoạn đầu của phân nó có lên tới 60-70 độ mọi người, nói chung là khá là nóng. Còn độ ẩm thì mình để vừa phải ha mọi người, tránh là trường hợp ứ nước lại là được, mà cũng không nên để khô quá. Nếu khô quá thì cái quá trình phân hủy nó cũng không có diễn ra được đâu mọi người, nó phải có độ ẩm để cho vi sinh vật nó sống nữa. Thì sau khi mình trải lớp phân bò, hiện giờ mình sẽ tiến hành mình rải lớp cỏ lên ha mọi người. Thì mình sẽ trải lên một lớp cỏ ha mọi người, để tăng cái độ xốp cho cái đống phân của mình, cũng là độ thoáng khí á mọi người. Đây nếu được thì sử dụng lục bình hoặc là cây họ đậu nó sẽ ok hơn ha mọi người. Sau khi mình trải lớp cỏ thì tiếp tục là mình sẽ trải một cái lớp phân lên ha mọi người. Và tương tự như vậy thêm khoảng 2-3 lớp nữa là được. Cứ một lớp cỏ rồi một lớp phân là được ha mọi người. Và mình tưới ẩm. Sau khi trải cái lớp cuối cùng lên thì mình sẽ tiến hành mình đậy lại, để cho đống ủ nó hoạt động ha mọi người. Kêu bằng vi sinh vật nó hoạt động á. Tông tối á, chứ mình để ngoài sáng nó mau thoát hơi nước đó mọi người. Nó bị khô phân là nó lâu hoài dữ lắm. Thì mình sẽ sử dụng cái tấm ni lông mình trùm lại ha mọi người. Thì mình canh khoảng 15-20 ngày thì mình sẽ tiến hành mình đảo phân ha mọi người. Sau khoảng 20 ngày thì mình sẽ tiến hành mình giở bạt ra mình đảo phân ha mọi người. Thì lần đảo này cũng khá là quan trọng mọi người. Mình sẽ đảo từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Mình kiểm tra luôn cái độ ẩm cũng như là nhiệt độ. Nếu nhiệt độ của đống ủ nó xuống thấp hoặc là độ ẩm nó không có được nhiều mọi người, thì mình sẽ bổ sung thêm cái nấm men và mình tưới ẩm ha mọi người. Nếu mà nó khô thì mình sẽ tiến hành mình đảo phân ha mọi người. Mình gỡ cái đống này ra cũng hơi lâu mọi người. Phân thì nhìn nó cũng khá ok mọi người. Mấy ngày đầu thì nó sẽ hơi bị hôi, nhưng mà tới giai đoạn này nó cũng bớt mùi rồi. Mình thì cái đống ủ của mình nhìn nó hơi khô rồi mọi người, thì mình sẽ tưới nước cho nó tăng độ ẩm lên. Nếu mà phân nó không được ẩm á mọi người thì nó sẽ không có phân quỷ được đâu, kiểu nó bị khô kiệt á là vi khuẩn vi sinh vật đâu, nó không có phát triển được là khô luôn. Ở đây ủ thì chủ yếu là quá trình hoạt động của vi sinh vật ha mọi người. Thì mình sẽ bổ sung nước và tiếp tục trùm cái bạt lại để ủ ha mọi người.
Hôm nay là 45 ngày kể từ lúc mình ủ đóng phân ha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình đảo lần 2. Lần này thì nó sẽ không còn cái nhiệt độ nữa, mà nó sẽ tiến hành nó đầu phân hủy cái chất hữu cơ mọi người. Thì lúc này thì nếu mà trồng cây ăn trái đồ này kia thì mình có thể đem ra mình gãi được rồi đó, với điều kiện là trộn thêm cái nấm Trichoderma ha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình đảo phân. Nói chứ mình cũng có xúc một ít mình đi trồng cây rồi mọi người. Do mình hết phân hữu cơ rồi nên mới có chưa có hoài hết thì mình đi bón lót luôn rồi. Thì mình khi mình bón lót mọi người thì rễ cây nó cũng chưa có ăn xuống tới, nên nó sẽ tiếp tục cái quá trình phân hủy mọi người, kết hợp với vi sinh vật đất và cái động vật đất á mọi người, nó sẽ phân hủy nhanh hơn nữa. Thì mình sẽ tiến hành đảo và đẩy cái đống ủ lại ha mọi người. Chào mọi người, hôm nay là ngày thứ 117 thì cái đống phân bò của mình nó đã hoai rồi mọi người, và nó vơi đi cũng khá là nhiều do bữa giờ mình xúc phân mình đi trồng cây á mọi người. Đáng lẽ là phải ủ khoảng 3-4 tháng mình mới đi xài được mọi người, đi rải được á. Như thế này thì mình rải nó mới tốt nè mọi người. Còn hôm trước nó còn hơi cục cục, nhưng mà kiểu mình hết phân để bón lót mọi người, mình xúc ra mình bón luôn. Thì mình sẽ tiếp tục cái video bón phân ở video sau ha mọi người. Sử dụng phân á thì tạm mình kết thúc cái video ủ phân tại lúc này ha mọi người. Thì hẹn gặp lại mọi người trong cái video bón phân vào ngày mai nha. Bye bye.